Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ thực hiện một clip sử dụng những viên đá để mình nướng thịt. Đây ở đằng sau lưng mình rất là nhiều đá luôn. Mình sẽ nhặt đá và nhóm lửa cho nó lên để mình làm thử xem nào, có ngon hay không. Quá thơm phức luôn. Dân dã nhưng cực kỳ là ngon. Để hôm nay mình cũng thử nướng lần đầu. Thực ra thì clip này mình cũng thấy rất là nhiều người cũng đã từng làm rồi, nhưng mà mình chưa được thưởng thức thế nào. Hôm nay mình sẽ làm thử để cùng thưởng thức. Để cho tí cho nó trái cạnh. Thơm à, mùi thơm lên rồi. Thơm chưa? Thơm à. Đây từng miếng thịt luôn. Thịt đây thì mình ướp sẵn rồi. Anh em mà hay mọi người mà có đi đâu chơi dã ngoại thì cũng có thể để làm để ăn uống cho nó vui, thưởng thức những món ăn dân dã. Cực kỳ tiện lợi luôn. Thơm phức rồi mọi người ạ. Phải nói là đúng. Bây giờ chỉ muốn cắn một miếng cho đã thôi. Viên đá này thì mình đã nhặt và rửa cực kỳ sạch sẽ rồi. Mình đã dùng bàn chải và mình chải cực kỳ là kỹ rồi, cho nên có thể nói khá là sạch rồi. Lửa mình đun bên dưới nó nóng lên viên đá thì bây giờ mình cho thịt lên là nước. Hôm nay trời hơi nắng, hơi toát mồ hôi một tí, nhưng nói chung là rất là vui. Đây thì đã vàng ươm nhìn.
đây những viên đá này khi mình đun lửa lên và đặt lên trên thì cực kỳ là nóng. Và cái những viên đá mình đun này giữ nhiệt cực kỳ lâu luôn. Đây mọi người ơi, cuối cùng thì cũng đã nướng được khá thịt rồi đấy. Bây giờ mình cũng đi thưởng thức nha.